Thưa quý vị, hình ảnh khách cầm dao gọt trái cây ngay trên chuyến bay đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh an toàn hàng không này. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ cao tuổi đang cầm dao gọt trái cây có kích thước khoảng 10cm ngay trên máy bay. Sau đó tiếp viên hàng không nhắc nhở và tạm giữ con dao này. Nam hành khách chụp ảnh này cho biết đây là chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào sáng qua 18 tháng 7. Lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất cho biết đã nắm thông tin vụ việc và đang rà soát lại quy trình, báo cáo lãnh đạo. Chiều qua, Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng khẳng định đang vào cuộc rà soát vụ việc trên. Theo quy định hiện hành, con dao khách mang lên máy bay thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm, cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hành khách của máy bay. Cục Hàng không Việt Nam cũng đang xác minh với nhân viên an ninh soi chiếu về việc để lọt vật phẩm cấm lên máy bay.